Cảnh sát Thái Lan chiều nay 17 tháng 7 đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ 6 người Việt Nam bị sát hại tại khách sạn Green Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin. Theo Phó Cảnh sát trưởng thủ đô Bangkok Nopasin Punsawat, dấu vết của chất độc cyanua được tìm thấy trong các bình giữ nhiệt bằng nhôm và cốc nước tại căn phòng ở tầng 5, nơi cả 6 người được phát hiện đã thiệt mạng. Căn phòng bị khóa từ bên trong và trích xuất hình ảnh của khách sạn cho thấy không có ai bước vào căn phòng này sau khi họ bước vào từ ngày 15 tháng 7. Thiếu tướng Nopasin cho biết khách trong căn phòng ở tầng 5 là một phụ nữ Việt Nam có tên Sherin Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ. Bà Sherin Chong là người đặt đồ ăn, đồ uống cho những người còn lại vào lúc 11 giờ 42 phút ngày 15 tháng 7. Nhân viên khách sạn đã giao đồ lúc 13 giờ 51, trong khi 5 người còn lại bước vào căn phòng vào khoảng 14 giờ 17 phút và sau đó không có ai rời đi. Cảnh sát nghi ngờ bà Sherin Chong chính là nghi phạm đầu độc những nạn nhân còn lại bằng chất độc cyanua vì bình giữ nhiệt bằng nhôm không phải của khách sạn. Về động cơ gây án, kết quả lấy lời khai của thân nhân các nạn nhân và tài liệu được tìm thấy trong hành lý của họ cho thấy có mâu thuẫn tài chính lớn giữa bà Sherin Chong và một cặp vợ chồng mang tên Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi và Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi. Mâu thuẫn này có liên quan đến khoản đầu tư 10 triệu bạt, tương đương khoảng 7 tỷ Việt Nam đồng vào một bệnh viện ở Nhật Bản. Số người này ban đầu dự kiến giải quyết vấn đề mâu thuẫn tài sản ở Nhật Bản. Tuy nhiên, do có người không xin được thị thực nhập cảnh Nhật Bản nên họ đã quyết định gặp nhau ở Thái Lan. Thiếu tướng Nopasin cho biết cơ quan chức năng Thái Lan hiện đang điều tra nguồn gốc của cyanua cũng như tiến hành điều tra sâu hơn về lý lịch và mối quan hệ giữa các nạn nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 16 tháng 7 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal đệ trình cách đây hơn một tuần sau khi Liên minh ủng hộ Tổng thống chỉ về thứ hai tại cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 7. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn xin từ chức mà Thủ tướng Gabriel Attal đệ trình cách đây hơn một tuần sau khi Liên minh chung sức của Tổng thống chỉ về thứ hai tại cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron đề nghị ông Attal tạm thời vẫn giữ quyền điều hành chính phủ cho đến khi thủ tướng mới được chỉ định. Và chính phủ từ nhiệm cũng được duy trì cho đến khi Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Ông Gabriel Attal là thủ tướng trẻ tuổi nhất của Pháp, mới lên nắm quyền vào đầu năm 2024 khi mới 34 tuổi. Sau khi rời vị trí thủ tướng, ông Gabriel Attal sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch nhóm các nghị sĩ thuộc Đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron tại Quốc hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến nay vẫn chưa quyết định gương mặt thay thế trong bối cảnh Quốc hội Pháp mới hình thành ba liên minh chính trị thiểu số với sức mạnh không quá chênh lệch. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương ở Peru sau khi một chiếc xe buýt bị lao xuống vực khi đi qua vùng núi. Theo cơ quan quản lý đường bộ thuộc Bộ Nội vụ Peru, chiếc xe buýt trượt khỏi đường cao tốc ở vùng Ayacucho thuộc dãy Andes của Peru lúc chạng vạng, lật úp và lao xuống dốc khoảng 200 mét. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Chiếc xe buýt gặp nạn thuộc sở hữu của một công ty địa phương và một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Mưa lớn xối xả ngày hôm qua 16 tháng 7 đã gây ra lũ quét ở một số khu vực của Toronto, trung tâm tài chính của Canada, gây mất điện, gián đoạn giao thông và buộc các hãng hàng không phải cắt giảm dịch vụ. Công ty phân phối điện Toronto cho biết đang ứng phó với tình trạng mất điện rải rác nghi ngờ do lũ lụt tại một trạm truyền tải. Theo công ty, vào lúc 15 giờ chiều qua theo giờ địa phương, đã có khoảng 123.000 khách hàng phản hồi về tình trạng mất điện. Sân bay Billy Bishop nằm trên một hòn đảo ngoài trung tâm thành phố Toronto cho biết đường hầm dành cho người đi bộ dẫn đến nhà ga hành khách đã ngập và tạm thời phải đóng cửa. Ban quản lý sân bay đã phải hoãn hoặc hủy một số chuyến bay. Trong khi đó, tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra tại một số tuyến phố do đèn giao thông không hoạt động. Đường sắt đi qua nhà ga chính của thành phố cũng tạm thời bị gián đoạn do lũ lụt. Một số đoạn của Don Valley Parkway, một xa lộ chính chạy về phía đông trung tâm thành phố, đã biến thành sông chỉ ngay sau khi mưa bắt đầu. Những hình ảnh ghi lại được cho thấy hàng dài những chiếc ô tô chết máy trong vùng nước sâu tới hàng chục cm. Xe của tôi bị ngập trong mưa. Tôi đã đợi khoảng 2 giờ trước khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp và những người ứng cứu đầu tiên tới. Họ nhanh chóng đưa mọi người thoát ra. Các chuyên gia thời tiết cho biết, trên toàn thế giới, những trận mưa bão dữ dội đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu. Điều này gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố, vốn không được thiết kế để ứng phó với những trận mưa lớn kéo dài.